hai phút chạy à. Cả lưng ơi. Chết
xích vô đậu. Ờ, con bê cá hả? Vô hồng xuống ăn luôn rồi kìa. 40. Anh vô hồng xuống ăn luôn rồi kìa, thấy không? Ghê ghê nha, ghê nha. Nè, cá mới thả ra ăn luôn nè. Có thần hồ nè. Mới thả ra ăn luôn rồi kìa. Nó thần hồ làm chị mờ ám quá. Cá thả ăn liền mà con ơi. Nó thả ra dứt liền luôn rồi. Chưa 40 thôi chính là 40 mà. Lát bù cái gì bù lại.
Bự phải không? Ồ, vô hồng có nó bự rồi ông nội ơi. Vô hồng bự lắm nha bà con. Ồ, con vô hồng bự. Chơi chơi chơi. Ba chín. Ba chín. Khoan, không phải ba chín đâu, ông chạy đè cái kia cần rồi. Ba bảy à? Chú Hồng cho bá nái luôn nha bà con. Khoan cho xuống ha. Nè, quăng cho từng đứa coi chơi. Quăng từng đứa ra. Ôi Hồng cho bá nái nè coi nè, ớt Hồng bà. Chà, chú Hồng này ăn cả tháng chứ hết nè. Chú Hồng này 3-4 thằng nhưng chích ăn không hết nữa chích. Con cả cổ mới. Coi kìa. Chú chà. Đó coi nè, đó. Như hồng cho bự luôn. Cả sớm lại ăn luôn. Con nào nói như con cá vậy á. Người nào nói như con cá luôn. Hồng bao bự luôn bà con. Má ăn phi cả này ngon. Đầy mỏ luôn. Ít là hồng. Đó. Khoảng 5-6 ngày trước anh thả xe chết có biết cá ấy không? Nó lấy cái à. Má chép yếu quá nó không ăn luôn. 4 ngày trước chứ mấy. À, em thấy chày quá mà. Ừ. Chép dập quá. Thả cho ông Quýnh ơi. Cái chép đi á mấy như hồng phi đâu, thả xuống là ăn luôn. Ừ. Anh kêu mày kiếm cái chép cho anh mà mày có kiếm đâu. Không có.